là bà chủ Lập Game Mobile đề tài kinh doanh. Trong game, người chơi sẽ khởi nghiệp từ số 0 dựa theo tình hình thị trường, kinh doanh tóm lợi cửa tiệm với ngành nghề khác nhau. Cần người chơi tiến hành chiêu mộ nhân viên, bồi dưỡng, phái dùng nhân tài hợp lý. Còn có thể tương tác với NPC nữa, còn có thể hợp tác mở tiệm không ngừng tăng quy mô tiệm, tăng thu nhập. Hãy nhấp vào link dưới video mở ra hành trình kỳ diệu riêng của mình nhé.